Theo lực lượng bảo vệ bờ biển thành phố Po Hang, vào hồi 14 giờ 20 phút ngày 6 tháng 3, chiếc tàu cá đã được lai dắt từ hiện trường vụ tai nạn về tới cảng trên vịnh Yeonkin và dự định sẽ được tiếp tục đưa tới cảng Bulyeongpo nằm ở cùng thành phố Po Hang để tiến hành điều tra nguyên nhân tàu gặp nạn. Khi kiểm tra con tàu, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của một thuyền viên Việt Nam tại kho chứa dây thừng ở mạn phải phía đuôi tàu. Lực lượng này cũng đã tiếp tục tìm kiếm toàn bộ phía trong con tàu nhưng không có thêm kết quả. Hiện danh tính của thuyền viên trên vẫn chưa được xác nhận. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã phát hiện thi thể của thuyền trưởng người Hàn Quốc 47 tuổi và một thuyền viên người Việt Nam, còn lại 5 thuyền viên người Việt khác hiện vẫn đang bị mất tích. Trong ngày 16 tháng 3 cũng là ngày thứ tư kể từ khi phát hiện tàu cá Dongkyong 201 bị lật úp trên biển. Cùng với việc lai dắt chiếc tàu gặp nạn này về đất liền, phía Hàn Quốc đã huy động 10 tàu chuyên dụng, 2 tàu ngư nghiệp và 3 máy bay để tiếp tục tìm kiếm.